mây bát nhã trên nền trời không in dấu. Hoa ưu đàm rơi rụng vẫn dư hương. Tám sắc màu của thiên nhiên, tám ý nghĩa của đất trời, tám hương vị của ẩm thực. Chân phương, mộc mạc và ấm lòng. Đó là xôi bát nhã. A Di Đà Phật. Lâu ngày mới gặp được, cô có khỏe không? Dạ mô Phật, con cảm ơn thầy. Thầy khỏe hả? Dạ, dạ vẫn thế, nhờ ơn Phật ngày qua ngày. Mời cô vào. Dạ vâng. Các bạn, Tuệ Vân đang đứng ở sân chùa Viên Giác và bên cạnh Tuệ Vân là Thượng tọa Thích Đồng Văn, trụ trì chùa Viên Giác. Tuệ Vân đang thực hiện chương trình Cơm Chay Cửa Thiền với ước mong giới thiệu đến cho các bạn những món ăn chay ngon trong cánh cửa thiền. Thưa cô thì ở đây cũng chả có gì, chỉ là những cái món bình thường làm trong chùa ăn. Đó thôi, sẵn mời cô vào để cô chứng kiến những cái món ăn và cô có thể từ đó để giới thiệu cho mọi người biết về cái phong phú của cửa thiền. Mời cô. Chùa Viên Giác tọa lạc tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đây được xem là một trong những ngôi chùa có nền ẩm thực chay nước tiếng. Thật may mắn khi cơm chay cửa thiền ghé thăm chùa Viên Giác vào đúng dịp đặc biệt, nên đã được nhìn và cảm những hình ảnh khó quên tại gian bếp này. Đó là sự nhiệt tình, hoan hỷ, góp sức từ các Phật tử trong việc chế biến hàng chục món ăn đẹp và lành. Đó là đa sắc màu ẩm thực chay chốn cửa thiền và còn nhiều điều thú vị chưa được khám phá. Giữa muôn vàn khúc biến tấu ẩm thực tại chùa Viên Giác, món xôi bát nhã đặc biệt không chỉ bởi vị ngon, màu sắc hấp dẫn mà cả ý nghĩa và thông điệp được gửi gắm. Thưa các bạn, lúc nãy trong bếp, các bạn đã thấy Tuệ Vân cầm một cái mẹt tre ở trên đựng những cái gói xôi rất là dễ thương. Và khi hỏi các chị ở trong bếp á, thì các chị làm công quả có nói rằng hôm nay chùa có thực hiện món xôi bát nhã. Và bây giờ Tuệ Vân đang ngồi đây với nhóm Phật tử. Các chị cũng đến chùa làm công quả và các chị đang làm những gói xôi bát nhã rất là dễ thương. Giờ để xem các bạn gói như thế nào nhé. Mình sẽ để cái mặt này ở bên trong. Cứ một. Một cái này là một muỗng. Nhỏ hơn một chút xíu nữa cô sẽ nhỏ đẹp hơn một chút xíu. Dạ, sẽ đẹp hơn. Thế xong rồi làm sao nè? Dạ, mình gấp lại này. Dạ, gấp lại. Gấp lại xéo. Dạ. À, gấp xéo. Dạ, dạ. Đúng rồi. Rồi mình bẻ góc vô một bên. Bên kia cũng tương tự như vậy đúng không ạ? Dạ.
Bây giờ trong khi mình vừa gói nhá, các bạn cho cô Tuệ Vân hỏi thăm một chút. Đậu xanh gấc và đậu đen, xôi đậu phộng. Dạ. Nào, nhìn là mình thấy hạt là mình biết. Xôi tím tím này là xôi cẩm, làm từ lá cẩm. Dạ. Còn cái xôi này là nấu với lại đường thốt nốt. Dạ, dạ mô Phật thưa cô, là nhìn trông nó giống như đường thốt nốt mà thật ra nó là làm từ thanh long ạ. Quả dạ, thanh long dạ, màu thanh long. Đỏ. Dạ, quả thanh long màu đỏ ạ. À. Cái màu hơi nhạt. Rồi thế còn cái màu xanh làm bằng lá dứa. Dạ, là mô Phật cả thưa cô, là thường thường mọi người cứ nghĩ là màu xanh là lá dứa, tại vì nó cũng thông dụng, nhưng mà thật ra là làm từ bồ ngót với lại chùm ngây ạ. À. À biết rồi, rau chùm ngây là cái rau ăn vào cho nó buồn ngủ. Dạ đúng rồi ạ, rất là tốt cho sức khỏe ạ. Thế là ai mất ngủ thì các bạn nấu xôi với rau chùm ngây nhá. Đây là có cái một cái loại xôi mà này, màu xanh xanh hơi biếng biếc. Dạ. Cái này làm từ cái củ gì hay quả gì vậy? Dạ thật ra thì mọi người nhìn vào bên ngoài thì cái nghĩ là cái màu này là chỉ có dùng phẩm màu. À. Dạ nhưng mà chùa Viên Giác sư phụ của chúng con là không bao giờ dùng phẩm màu trong khi mà nấu ăn. Và cái này là từ cái hoa đậu biếc đó cô. Dạ nhưng mà mình làm cho nó đặc màu thì nó sẽ ra được cái màu đậm đà như vậy. À, dạ đúng rồi. Ồ đây này các bạn này, kể cả hoa đậu biếc cũng có thể làm màu trong các món ăn. Tức là đây là một loại màu thực phẩm cực kỳ là toàn bộ cái này là thiên nhiên hết. Phải cảm ơn các bạn Phật tử đã đến phát tâm nấu xôi rồi làm những bông hoa trang trí để cúng dường ngày hôm nay. Cô Tuệ Vân cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và chúng ta sẽ cùng ra gặp thầy trụ trì để nghe về ý nghĩa của món xôi Bát Nhã. Vì theo ý các bạn, đây là món xôi do thầy đặt tên. Đây cô. Dạ, mô Phật. Thành phẩm từ trong bếp ra đây ạ. Dạ, cô ngồi. Dạ. Con nghe các bạn nói rằng là đây là món xôi do thầy nói các bạn chuẩn bị. Và tên Bát Nhã cũng là do thầy đặt. Dạ, mà đẹp thật ạ. Thì nói chung khi mình làm để cho mọi người cũng phải người ta dùng bằng cái con mắt trước. Dạ. Thành ra do đó nó phải đẹp. Thì ở đây mang tiếng là cầu kỳ, nhưng mình cầu kỳ vào những cái vật phẩm tự nhiên. Thứ nhất là Việt Nam mình có rất là nhiều. Thứ hai nữa là thân thiện môi trường. Những cái mẹt tre, những cái lá chuối, những cái đồ mà xưa nay mình dùng. Vâng. Phật giáo mình cũng vậy. Đức Phật đản sanh cũng ở dưới rừng cây. Thành đạo cũng dưới rừng cây. Nhập Niết Bàn cũng dưới rừng cây. Vì vậy nên cái môi trường chính là cái chỗ dựa của trong Phật giáo mình. Vậy nên ở đây tất cả những cái gì nếu mà hướng về môi trường được thì mình hướng về môi trường để từ đó cho mọi người có cái nhìn thân thiện về môi trường. Sở dĩ mà gói lại bằng lá chuối là vì mình gói bằng cái lá này thì nó có cái hương vị của ngày xưa và hương vị gì của tự nhiên cũng như hương vị của cái đồng quê. Gói xôi rồi để trên cái thuyền này là được làm bằng cái lá buông cũng là của tự nhiên. Họ đã bài ra tám cánh đó, thì gọi là xôi Bát Nhã. Thầy có thể cho con biết là vì sao là thầy lại chọn là đây là món xôi Bát Nhã không ạ? Đặt cái tên Bát Nhã là vì lúc mấy cô làm xôi đem lên thì lúc đó tôi đang ngồi tôi nhìn mây bay gió thổi, nhìn cái cảnh trang nghiêm ở chùa thì thấy những cái đám mây trắng nó bồng bềnh trên nền trời xanh, thì tôi chợt nhớ đến cái câu trong kinh mây Bát Nhã trên nền trời không in dấu, hoa u đàm rơi rụng vẫn dư hương. Thì khi mình dùng hết cái mâm xôi này thì mọi việc nó trở về không. Từ tự nhiên mình làm thành Bát Nhã và Bát Nhã mình dùng xong nó trở về tự nhiên, không vẫn hoàn không. Bát Nhã trong Phật giáo mình là trí tuệ. Thành ra Đức Phật dạy ăn uống cũng phải chánh niệm. Mình ăn phải có trí tuệ, ăn để cho nó đừng có độc, ăn để cho nó đừng có hại thân. Vì vậy cô thấy trong cái thuyền này nó có chở hai cục xôi thôi. Cục xôi nó nhỏ
tuy rằng cũng ăn vào cho nó có hương vị sôi, nhưng mà nó ăn chút chút thôi, không đủ no mình ăn thêm một cục nữa. Còn có nhiều cái cục sôi mình lớn quá, ăn không hết bỏ thì tội, mà cố ăn vào thì nó mang bệnh. Thì cô thấy đó, khi đưa vào nó thành cái sôi bát nhã, nó có cái mùi của lá dứa, của cây sả, của những cái tự nhiên, của lá chuối và của cái hương sen, thì nó trở thành một món ăn tuy rằng bình dân, nhưng mà đối với chùa khi làm cúng Phật, cúng tổ thì mình phải làm hết bằng cái tâm. Vâng, con cảm ơn thầy rất là nhiều. Vậy bây giờ mời cô đi thử, thưa cô là cũng có chữ cẩm, thì mời cô thử rằng cái sôi lá cẩm. Con xin mời thầy ạ. Các bạn nhìn thấy này, khéo chưa? Khéo vô cùng luôn. Một gói sôi bé bé xinh xinh. Dạ. Cô dùng xong để cô thấy thế nào? Dạ, cảm giác đầu tiên của con á, là sôi béo, ngọt vừa phải, sẽ không gây cái cảm giác là ngán. Hạt sôi rất là dẻo. Đậu sau khi được làm sạch và ngâm trong khoảng 1 tiếng 30 phút sẽ được cho vào sừng hấp. Để dậy hương cho món xôi, phần nước sông luôn được bỏ kèm lá dứa, nên trong quá trình hấp, từng hạt nếp hay các loại đậu sẽ quyện hương thoang thoảng mùi thiên nhiên. Có 2 giai đoạn được đầu bếp chùa Viên Giác chú trọng để tạo nên hương vị riêng cho món xôi. Giai đoạn 1, sau khi xôi được hong chín, phải đảo đều xôi để đảm bảo các hạt nếp được chín kỹ. Giai đoạn 2, sau 15 phút, tiếp tục trực tiếp cho nước cốt dừa và trộn lẫn để gia tăng vị béo, thơm cho món xôi. Sau đó, đậy nắp kín, đợi thêm 15 phút nữa là món ăn hoàn thiện. Mà cô thấy đó, mỗi khi ra Bắc, mua sôi nhưng tôi phải kiếm được cái muối vừng ở đấy. Còn ở trong Nam, ăn sôi thì ăn với muối đậu. Nhưng cô thấy cái đặc biệt ở đây á, là ở đây cô nhìn ra này, đừng ở trong cái vỏ trái cam hoặc cái vỏ trái quýt. Theo ở đây tôi kinh nghiệm đó, mình đừng vậy, nó có cái mùi cam, cái mùi quýt nó lẫn với cái tinh dầu và nó làm cái muối có một cái vị đặc trưng. Món xôi hợp vị và dễ ăn nhất thường dùng cùng với muối mè hoặc muối mè đậu phộng, và các nguyên liệu cách chế biến cũng giản dị như chính tên gọi của nó. Đó là đậu phộng, đó là mè, đó là muối. Sau khi rang chín vàng đều rồi giã nhuyễn, cả ba quyện hòa dậy hương thơm, tạo vị béo và sự đậm đà thật khó quên. Các bạn nhìn thấy nhé, chẳng phải đi tới nhà hàng đâu, ngay trong chùa Viên Giác, các bạn nhìn thấy từng chi tiết một để trang trí một cái mâm xôi, một cái mẹt xôi rất là đẹp, rất là dân dã. Thầy đã nghĩ ra cái chuyện là tận dụng luôn cả cái vỏ cam, một nửa vỏ cam, và được, và đặc biệt các bạn ạ, thơm lắm. Và còn đáng yêu hơn là các bạn nhìn này, đây là một cọng lá dứa. Và các cô nhà bếp đã gắn một cái hoa hồng xinh xinh. Vâng, con xin kính ơn thầy. Cơm chay cửa thiền xin tạm khép lại ở đây. Mong rằng cơm chay cửa thiền sẽ mỗi ngày mở ra cho các bạn nhiều kiến thức nữa về ăn chay với tất cả tính thiền vị nhất. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.